chị Phương muốn gửi anh Tuấn Anh vào. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh Tuấn Anh. Em và tất cả mọi người trong team đều muốn vào thế anh Tuấn Anh. Em nghĩ căn phòng này là chỗ chơi à. Chỉ một quyết định sai lầm và em sẽ chấm dứt cơ hội để trở thành The Face. Chào các em. Dạ em chào chị. Người đã quay trở lại. Mười vẫn đẹp như năm nào. Trong phần thi vừa rồi, chị không thấy được các em vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Và tại đây, hãy đối diện và vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hoàng Anh, tại sao huấn luyện viên của em lại gửi em vào đây? Chị Phương muốn gửi anh Tuấn Anh vào. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh Tuấn Anh. Em và tất cả mọi người trong team đều muốn vào thế anh Tuấn Anh. Em nghĩ căn phòng này là chỗ chơi à? Chỉ một quyết định sai lầm là em sẽ chấm dứt cơ hội để trở thành The Face. Dạ, em biết điều đó. Nhưng mà phần thể hiện của em thì còn quá yếu về mặt xử lý tình huống. Anh em muốn đứng vào vòng loại để chứng minh cho chị thấy được cái sự thay đổi của em. Chị sẽ cho các em một cơ hội nữa để các em chứng tỏ được cái bản lĩnh của mình. Các em sẽ vẫn có 3 phút để chọn và thay trang phục. Sau đó sẽ trình diễn từng người và cuối cùng sẽ diễn đôi cùng với nhau. Và nên nhớ, đây là cơ hội cuối cùng. 3 phút bắt đầu. Thì đôi dài lại không hợp với trang phục. Và một lời góp ý nữa, em há miệng hơi nhiều, cần phải tinh tế hơn. Dạ. Phải mạnh mẽ hơn. Vì vậy Hoàng Anh, chị rất là tiếc khi em phải chia tay với Hoàng Học. Vì Hoàng Học không phải là The Face Việt Nam 2023. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. Đón xem tập tiếp theo của chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 25/6/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Max Media TSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial.